Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha. Thì bạn này á, có thể là vào game để mà kiểm tra hộp thư của mình đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ GNTV đây. Hôm nay mình sẽ vừa đeo tháp và mình sẽ vừa kể câu chuyện mà mình bị hack YouTube. À quên nữa, nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia event tặng quà mỗi ngày của mình á, thì các bạn á, chỉ cần là xem hết video, nhớ là phải đăng ký kênh của mình, like video này và xuống dưới thì comment tên nhân vật của các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn một trong những món quà mà các bạn mong muốn. Thì ở trong video sau á, mình sẽ random và tặng cho một bạn may mắn nha. Các bạn yên tâm đi, nếu như mà các bạn xem trễ thì không sao đâu nha. Tại vì qua hết một ngày á, thì mình mới random, kiểu như là qua hết một ngày á, thì mình mới chốt danh sách lại nha. Và mình sẽ cố gắng á, là mình sẽ làm ra hàng ngày để cho các bạn có cơ hội để nhận quà nè. Do là mình thấy các bạn đi học nè và làm bài tập rất là nhiều luôn, cho nên là mình sẽ đăng video vào buổi tối để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi và mọi người xem nha. Là cái khung giờ mà mình hay đăng video đó chính là 8 giờ tối hoặc là từ 8 giờ cho đến 9 giờ. Nếu mà các bạn mà xem trễ quá không được á thì sáng ngày hôm sau các bạn vẫn xem được mà. Ok, thì hôm nay mình sẽ vừa leo tháp và mình sẽ vừa kể câu chuyện mà mình bị hack kênh YouTube nha. Thì vào cái buổi tối ngày hôm đó mình có nhận được một cái Gmail gì đó, mình cũng không biết nữa. Nói chung là mình đọc á, kiểu như là hợp tác vẽ mọi người. Nhưng mà người ta nhắn toàn là chữ tiếng Anh với lại là tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Nga gì không à. Kiểu giống như là cái Google của mình á là nó tự động nó dịch luôn, cho nên là mình cũng đọc cũng hiểu á mọi người. Cái lúc đó mình kiểu giống như mình rảnh quá, cái mình tự nhiên mình trả lời cái Gmail đó luôn. Xong rồi cái tự nhiên người ta gửi lại cái Gmail cho mình. Xong rồi lúc đó mình cũng rảnh đó mọi người. Tự nhiên cái mình mở cái mail ra, cái mình đọc này kia, xong rồi người ta đưa cho mình một cái link. Và trong cái link đó mình hay cảm thấy nó rất là mờ ám luôn á. Và người ta cũng có đưa cho mình cái mật khẩu để mà mình giải nén cái link nó ra. Lúc đó mình không hiểu sao tự nhiên mình bấm vô cái nó tự tải về, rồi xong rồi cái tự nhiên mình nhập mật khẩu vô luôn, kiểu giống như là bị bỏ bùi á mọi người. Mà thật ra mình cũng không hiểu bản thân của mình luôn á. Lúc đó mình nhập mật khẩu vô phải không, cái mình giải nén ra, cái ở trong đó thì nó có rất là nhiều hình ảnh video và có một cái file PDF. Nhưng mà mình mở cái file đó thì nó vẫn không được luôn. Mặc dù tâm trạng của mình lúc đó mọi người biết sao không, cái linh cảm của mình á là mình biết thế này là mình cũng sẽ bị hack kênh chắc chắn luôn. Nhưng mà mình nghĩ lại là không lẽ mình xui tới như vậy. Nhưng ai mà có dè, sáng ngày hôm sau kênh mình bay ạt thiệt luôn mọi người ơi. Kiểu như là cái lúc tối hôm đó là lúc đó là Google có gửi mail cho mình á, là nói là ai đó đã xem hết tất cả cái mật khẩu của bạn. Nhưng mà vì lúc đó là giấc tối quá hay sao đó, rồi mình đi làm, mình bận công việc hay là mình đi ngủ rồi á, cho nên mình không có kiểm tra Gmail luôn. Và sáng sớm ngày hôm sau á, là lúc đó là mình đi học. Và mọi người biết mình bị mắc kênh vào lúc mấy giờ không? Lúc 7 giờ luôn. Trời, lúc đó là cái giờ mà mình đi học rồi đó mọi người. Không phải là đi học nữa mà mình đi thi. Cho nên là mình cũng không có kiểm tra lại những cái Gmail trong điện thoại của mình đó. Cái xong rồi mình thi xong rồi á, mình mới phát hiện ra là kênh của mình á đã không đăng nhập lại được. Và có rất là nhiều cái video lạ ở trên kênh mình luôn. Và mọi người hình như là mọi người cũng thấy mà đúng không? Trời ơi, người ta kiểu giống như người ta đăng video lạ lên rồi chỉ hack này kia tùm lum hết trơn đủ thứ. Và lúc đó mình cũng rất là sợ bị bay kênh đó mọi người. Tại vì ở dưới phần mô tả á, có đưa mấy cái link độc hại ở trên đó nữa. Xong rồi á, mình bị mắc kênh vậy á, mình rất là hoảng luôn. Rồi mình kiểu như là mình tìm đủ mọi cách, mình xem video nè, rồi mình nhờ người ta để mà giải cứu kênh của mình nữa. Mình thấy á, là năm nay á, kiểu giống như là có rất là nhiều anh chị bị rồi luôn. Và người ta cũng lấy lại được, cho nên là mình cũng yên tâm một phần rồi đó mọi người. Xong rồi á, thì mình có nhờ bên mấy anh chị để hỗ trợ mình á. Thì mấy anh chị nói là cập nhật tất cả các thông tin mà bản thân của mình biết về kênh của mình cho anh chị đó. Cái mình đưa ra hết tất cả các thông tin về kênh của mình cho anh chị đó. Hồi lúc đó là kênh của mình á, nó chưa có biến mất, cho nên là vẫn còn những cái thông tin kiểu giống như là ngày mà mình lập kênh nè, rồi ngày mình đăng video, ngày cuối cùng mình đăng video, nói chung là đủ thứ bla 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 luôn. Xong rồi á, thì có cái anh đó ảnh hỗ trợ cho mình, rồi cái ảnh kêu là sẽ đợi vài ngày sau đó thì Google sẽ gửi lại Gmail để cho mình đổi mật khẩu. Và cuối cùng thì mình chờ đợi rất là lâu luôn á mọi người, cỡ khoảng là hơn 3 tuần luôn. Thì Google cuối cùng cũng đã gửi cho mình cái Gmail để mà mình xác nhận cái gửi cái Gmail để mình đổi lại cái mật khẩu để mà mình có thể là vào kênh được.
và mình đã điều tra ra thì cái thằng hacker đó là nó ở Nga mọi người ơi. Rồi mình thấy thiết bị của mình á kiểu giống như là đăng nhập ở Nga nè và ở Đồng Nai nữa, không biết là người Việt hay là người Nga nữa, nói chung là rất là không hiểu luôn á. Nhưng mà cuối cùng á thì kênh của mình cũng đã vào lại tay của mình rồi, cho nên á là các bạn thấy những cái link lạ độc hại á, mọi người đừng có như mình nha. Mình dù biết mình biết trước kết quả luôn nhưng mà mình vẫn bấm vô nữa. Trời ơi, không hiểu là sao bản thân của mình vậy luôn á. Dù á là kênh của các bạn lớn hay nhỏ gì á, mình thấy á nó đều hết như thường thôi. Vì vậy á mà các bạn phải chọn lọc thông tin cẩn thận nha. Thấy những cái Gmail lạ hay là những cái chữ cái tiếng gì của nước nào đó nó lạ lẫm mà nó không an toàn uy tín đó thì các bạn đừng nên xem và hãy chặn hoặc là spam nó liền nha. Đó, đó chính là những cái lý do và những cái thời gian mà mình đã phục hồi lại kênh của mình. Và mình rất là mừng luôn mọi người, mình đã quay trở lại rồi nè. À quên nữa, thì sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đó mọi người, cho nên á là mình có những cái dự định như là mình sẽ quay phim để cho mọi người coi nè. Tại vì á mình thấy á là bộ phim Trường Học Ma Ám của mình á kiểu như là nó viral trở lại đó mọi người. Và mình thấy mọi người á comment á là phần tiếp theo đâu, phần tiếp theo đâu. Thì mọi người biết gì không, mình chưa có quay. Thì lúc đó mình chỉ làm thử demo thôi, mà ai dè được mọi người ủng hộ rất là nhiều luôn. Và mình cũng đang có dự định là quay phim trở lại, nhưng mà mình chưa có những cái diễn viên với lại là những cái giọng để mà lồng tiếng vào. Vì vậy á mình thấy nó không được hay, cho nên là mình vẫn chưa có quay nữa. Và mình đã lên kế hoạch rồi đó mọi người, nhưng mà nói chung là gần tới Tết là mình sẽ đăng cho mọi người coi nha. Hy vọng á là mọi người á sẽ ủng hộ mình được nghỉ Tết và được xem phim của mình nữa. À, ở đây cho mình hỏi á là các bạn muốn xem phim về chủ đề gì ha, hay là các bạn muốn xem tiếp là phim Trường Học Ma Ám của mình, hay là các bạn muốn xem phim ở trường học nhưng mà không bị ma ám, kiểu như là trường học về tình yêu chẳng hạn. Đó, các bạn cũng có thể comment ở phía dưới cho mình tham khảo nha. Mình sẽ cố gắng những cái thời gian có thể để quay bộ phim cho mọi người coi để mà giải trí nè.
cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video. Và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.